Các bạn thân mến, nếu mà các bạn đang chơi game, xem video và trong khi mà chúng ta muốn tăng giảm âm lượng thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có một cái thông báo màn hình âm lượng ở đây rất là lớn, chiếm trọn cái màn hình này. Và trong cái việc mà chúng ta đang chơi game hay xem video thì rất là khó chịu. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái việc đó bằng việc chúng ta jailbreak thiết bị và bạn hãy nhìn lên trên cái thanh thông báo này của mình. Đó, khi nào mình thay đổi âm lượng thì cái thanh thay đổi âm lượng này nó đã hoàn toàn ở trên phía trên cho chúng ta có thể thay đổi, cho chúng ta có thể hiển thị cái thanh âm lượng tăng giảm ở trên này, chứ nó không còn chiếm một phần diện tích ở phần màn hình chính nữa. Đây là một điều cực kỳ là tuyệt vời và tiện lợi dành cho chúng ta để có thể xóa bỏ cái thanh thông báo khi mà chúng ta tăng giảm âm lượng chiếm ở phần màn hình rất là nhiều. Để làm được cái việc này thì các bạn vào CDA và gõ cho mình cái từ khóa tìm kiếm đó là status hood 2. Sau đó các bạn nhấn vào và chúng ta tiến hành cài đặt. Cái tweak này rất là đơn giản và chúng ta có thể dễ dàng làm được. Nó chỉ có 194 KB mà thôi. Sau khi cài đặt xong thì các bạn thoát ra, chúng ta vào phần cài đặt. Ở trong này nó có một vài những cái tùy chỉnh mà bạn nắm cũng được mà không nắm cũng được. Đầu tiên nó sẽ cho phép chúng ta enable cái tính năng này lên. Sau đó để chọn kiểu, nó kiểu circle cũng như là square. Ở dưới này thì chúng ta có kích thước này, bình thường hoặc là lớn. Ở dưới này nó sẽ là cái màn hình hiển thị, nó sẽ dạng như thế nào, nhanh hay chậm hay là bình thường. Đấy, tùy các bạn chọn, nó chỉ có mấy chế độ như thế thôi. Đó, và sau khi mà bạn thiết lập xong các cái tính năng đó thì các bạn quay trở lại màn hình và tăng giảm âm lượng mà xem. Các bạn có thể thấy trên màn hình của mình, trên thanh thông báo nó đang hiển thị cái thanh tăng giảm âm lượng rất là tuyệt vời, đúng không? Nó không còn chiếm một cái phần màn hình ở ngoài này nữa. Như vậy là đã tiết kiệm cho chúng ta khá nhiều cái diện tích để chúng ta có thể thoải mái chơi game cũng như là làm việc. Đấy, các bạn có thể thấy ở bên cạnh mình đang có một chiếc iPhone 5S và mình tăng giảm âm lượng, nó sẽ hiển thị ra cái thanh thông báo đó là chuông rất là lớn chiếm ở giữa màn hình luôn. Vô cùng khó chịu. Tuy nhiên này, sang cái chiếc mà mình đã vừa thực hiện tải cái tweak status hood này thì nó đã hoàn toàn có thể thay đổi cho chúng ta cái việc đó. Thanh âm lượng của mình đã ở phía trên rồi, rất là tuyệt vời, đúng không? Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong với các bạn cách chúng ta thay đổi cái thông báo tăng giảm âm lượng trên màn hình những chiếc iPhone, iPod và cái iPad nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tweak lần sau.